Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta vào cái video cuối cùng các bạn nhé. Và cái video cuối cùng là, là bài tập số 6 và bài tập số 7 của cái phần A đó. Của phần A của dưới 13 đó các bạn. Đây, cái phần A đây này. Chúng ta vào cái video cuối cùng của phần A là bài tập số 6 và bài tập số 7. Thế thì bài tập số 6 là người ta đề nghị mình làm gì các bạn? À, bài tập số 6 rất là đơn giản các bạn. Là người ta cho mình cái động từ và người ta đề nghị mình đấy là viết đúng vô cái cái công thức viết đúng câu này rất là dễ các bạn ạ à. đây ví dụ này là vị nha sĩ của tôi nói với tôi là sao ăn ít đường đi ít ngọt đi à vậy thì chỗ này ăn nói ai làm gì là cộng với một cái to cộng với một động từ to cộng với to và cộng với một động từ các bạn nha to eat đó đưa từ này lên đó rất dễ nha đó told me to eat less sweets được chưa các bạn rồi đó là câu a bây giờ đến sang câu b này anh của tôi thường đi bơi vào cuối tuần rất dễ đúng không các bạn đó, go swimming đúng không đây swimming này đây để 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 mình hướng dẫn các bạn luôn go swimming mình viết này thêm chữ m nữa nha các bạn nha thêm chữ m nữa đây chỗ này nó chưa nhỏ quá cho nên tôi tôi khó viết chữ cho các bạn dễ nhìn thấy swim đó mình đó các bạn nha đó go swimming đó viết go swimming at the weekend đó, rất dễ các bạn nha rồi à, chữ go giữ nguyên rồi swimming ok câu 3 này các bạn câu 3 là bạn không được phép nó bạn không được phép hút thuốc ở đây à không được phép làm gì to đúng không nào to smoke được smoke ra luôn to smoke smoke đó bạn không được phép hút thuốc ở đây đó các bạn nha rồi nhớ có to nhớ bạn nha ở lao nè nhớ ở lao chưa rồi rồi câu D này các bạn Câu đây là bố mẹ của tôi không cho phép tôi đi ra ngoài vào ban đêm Muộn vào ban đêm Nhớ là allow và phải true vào một cái động từ nhớ chưa Thì let thì không cần true đó let là let someone cho một phép ai làm gì luôn bỏ true go luôn viết go vào luôn đó các bạn nhá đó Let me go out late at night Nhớ nha các bạn nha Đó Nhớ let là let xong qua là ai đây này Rồi một động từ liền Không có cần to nữa Còn allow lao là phải to rồi một động từ Nhớ các bạn nha Đó Rồi đó là câu D Bây giờ câu E này các bạn này Người ta nhiều người cần sửa Cần sửa cái uh, cái, 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 cái cái mà để cái dụng cụ để chơi cái môn đó đó các bạn Đó cái dụng cụ cái cái, cái chùi cái tay cái cái mà dụng cụ để chơi cái môn thể thao đó được chưa các bạn rồi để chơi cái cái trận trận đấu này đó trong cái môn thể thao đó cái dụng cụ để chơi đó vậy thì người ta cần sửa một cái dụng cụ này để chơi chắc chắn chỗ này phải là to play đúng không các bạn đây cần làm cái gì cần 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 một à người ta cần một cần một cái đôi xin lỗi các bạn không phải là sửa xin lỗi các bạn một cái đôi dụng cụ này một cái đôi dụng cụ để chơi môn thể thao đó này được chưa các bạn cái môn thể thao đó ở Việt Nam ít phổ biến cho nên tôi cũng ít gọi cái môn thể thao đó người ta dùng cái dụng cụ đó để người ta đánh đó các bạn để người để người ta chơi để người ta dùng á thì chỗ này là need cộng với động từ là phải cộng với một cái true được chưa các bạn rồi còn viết chữ play vào nữa được chưa các bạn play đó ok đó vì người người ta cần một đôi này để chơi môn thể thao đó được chưa các bạn nhớ nhé chỗ này phải có true nhé các bạn nhá rồi đó là câu e bây giờ đến câu f nữa các bạn câu f là bóng rổ đột nhiên đột nhiên này các bạn này bóng rổ đột nhiên hay là bất thần lình trở nên phổ biến vào những năm 1990 có nghĩa là đột ngột á bóng rổ đột ngột trở thành nhớ này đột ngột trở thành phổ biến à thì đây là đã là quá khứ rồi đúng không các bạn quá khứ thì, thì động từ này phải là trở về quá khứ đúng không nào become là than be become đó m a m e nhá c a m e c a m e become c a m e, -a -m -e người ta chữ nhỏ quá tôi phải nói thôi đó Become. become là hiện tại Còn become là quá khứ này các bạn nhá Đó, trở thành phổ biến Bởi vì đây là quá khứ rồi Cho nên phải quyết quá khứ B-E-C-A-M-E -E. Rồi B-E-C-R-M-E -B -E. Đó, ok Rồi, đó là câu F Bây giờ đến câu G này các bạn Câu G là chúng ta nhìn đây At the moment At the moment là hiện tại tiếp diễn rồi đúng không nào Vậy thì những đứa trẻ đang chơi bóng đá Đó, nhìn thấy dấu hiệu hiện tại tiếp diễn uh, Play in, đúng không nào play in đó nhớ thêm in vào hiện tại tiếp diễn mà đó đây o là children là số nhiều này đúng không nào đó lúc này là những đứa trẻ đang chờ bóng đá ok rồi bây giờ chúng ta chuyển sang câu hát câu hát này các bạn đây là hôm qua đây hôm qua thì tôi không đi học đến trường vậy thì chắc chắn hôm qua tôi không đi học đến trường là quá khứ rồi đây là phủ định đúng không nào là did did not đó I did not go To. đó I did not go to school Yesterday because I Rồi Tôi có Tôi có một Tôi bị ốm đó Tôi bị cảm lạnh á Had Đó Had Đó Và had đây Vậy là had là quá khứ mà Đúng không nào Đó Tôi Tôi có I had A bad cold Ok Rồi Rất dễ đúng không Quá khứ hết Rồi Bây giờ câu y này các bạn này Câu y này Bạn không được phép Các bạn thấy chữ này rồi đấy hả chắc chắn phải là một cái true nữa đúng không nào allow nè hồi nãy mình nói các bạn rồi nè này. allow nè này, allow nè allow allow đâu rồi đây các bạn thấy chưa allow phải true liền rồi tiếp tục allow to talk giữ nguyên nha giữ nguyên chữ này nha các bạn nha during the exam là bạn không được phép nói chuyện trong suốt cái, cái, cái bài thi được chưa trong suốt lần làm thi rồi đó là câu y câu cuối cùng Đây tốt hơn hết là bạn ăn nhiều rau rồi tốt hơn hết là you better rồi cộng với động động từ luôn eat không cần true nữa nha các bạn nha eat luôn đưa vào luôn. Là đây công thức là tốt hơn hết là bạn nên ăn nhiều rau. Đó các bạn nhớ nha. Nhớ là better là ít luôn, không cần phải ít luôn, không cần phải tru nữa các bạn nha. Rồi, đó là bài tập số 6. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 7 cuối cùng của uh, unit 10 uh, 13 ở phần A này nhá. Rồi, bài tập số 7 là chúng ta cũng liên quan đến uh, liên quan đến từ thôi các bạn. Đây, đầu tiên người ta cho mình người ta bảo mình chọn cái từ đúng trong ngạc này. Rồi, này em trai của tôi cho tôi một câu trả lời ngạc nhiên à, surprising các bạn nha đây viết cái chữ surprise surprising đó, đó câu trả lời ngạc nhiên là chúng ta phải biến thành chữ này các bạn nha answer surprising answer các bạn nha đó rồi ok đây rồi câu đó là câu a à, bây giờ câu b này các bạn này teen teenager đúng không các bạn tự tin này thì không được phép xem bộ phim này đúng không nào teenager đây bảng teen này ta biến đó là teenager đây mình viết ra sau này các bạn nha teenager đó teenager đó a à, ok đó các bạn nha rất dễ các bạn nha a g e r t e n a g e r ok rồi viết cái chữ này vào rồi bắt đầu cả câu này viết ra sau luôn ok rồi đó nha các bạn nha đó là câu b rồi bây giờ chúng ta chuyển sang câu C. Đây, bạn Lance Strong, Lance Strong, ông Lance Strong là một gì? Ông Lance Strong. À, ông Lance Strong là một trong những vận động viên Lá lái xe đạp nổi tiếng đúng không các bạn? Rồi chữ này thì các bạn biết là cyclist đúng nào? Cyclist đúng không? Đó, e -S -T. Đó các bạn nha. Đó. À, cờ y dài cờ l y ngắn s Ờ, đó các bạn nha đó để cho các bạn cái chữ mình hơi xấu cho nên mình phải các bạn thông cảm nha rồi đó là câu c bây giờ đến câu d các bạn này, bạn không cần bạn không cần phải đi bộ quá nhanh nó sẽ sao các bạn nó không phải là một cuộc thi đúng không nào nó không phải là một cuộc thi mà bạn không cần phải đi nhanh đâu nó không phải là một cuộc thi Vậy là compete compete này ta biến thành là competition đúng không các bạn đây com Thi... competition đó các bạn nhớ chưa đó competition đây là một cuộc thi này đó đây là cuộc thi này c o m p một bụng e t i t i o n đó các bạn nhá đó là cuộc thi đó nó không phải là một cuộc thi cho nên là chúng ta bạn không cần phải đi nhanh như vậy đâu rồi bây giờ câu e này các bạn Câu E nè, các bạn để ý này, tôi chẳng bao giờ chơi cái môn thể thao này này. Đó, cái môn thể thao nước ngoài này ở Việt Nam ít có cho nó tôi không á. Đây là môn thể thao là được rồi. Và bởi vì nó rất nguy hiểm. À, nó nguy hiểm chỗ này là tính từ đó là true này là chắc chắn đây là tính từ là danger này chuyển sang tính từ là dangerous đúng nào? Dangerous đúng không? Đó, dangerous đó, tính từ của nó là như vậy các bạn nhá. Rồi, đó là câu E. Bây giờ câu F này các bạn này the world à, ah, the world champion will be held in Korea nhớ chưa cái trận cái giải vô địch bóng đá thế giới sẽ được tổ chức ở Hàn Quốc vào năm tới ah, cái giải vô địch thế giới chứ không phải bóng đá xin lỗi các bạn thì giải vô địch đó thì championship đúng không các bạn đây championship đó nhớ chưa các bạn nhớ cái câu từ này là gì đúng không champion này c h a m giống chữ này nhá thêm ship vào nữa S H I -p, P ok rồi các bạn hình dung được chưa đó giải vô địch thế giới đó ok rồi câu G này các bạn câu G của chúng ta là thế giới thay đổi rất nhanh sau sau cái sự phát minh về điện thoại này à sự phát minh thì ta biến chữ này thành sự phát minh là invention các bạn nhá invention in when này nha invention đó sự phát minh ok rồi bây giờ câu H này một vận động viên bơi một vận động viên loại lạnh này vận động viên lạnh là cần cái gì các bạn cần một cái trang thiết bị giúp cho cái việc thở một cách này. trang thiết bị thở đặc biệt này đó để ở lại dưới nước trong một khoảng thời gian lâu này à trang thiết bị lúc này viết thành trang thiết bị danh từ equipment đúng không các bạn đây equipment đây equipment đó equipment đó các bạn hình dung được chưa À, rất dễ nha đó danh từ đó một vận động viên lạnh thì cần một cái trang thức bị thể thở đặc biệt này để giúp họ ở là dư nước lâu này được chưa các bạn rồi câu y này Albert Einstein sao các bạn Albert Albert Einstein là sao các bạn là một nhà khoa học đúng không ạ là một trong số những nhà khoa học vĩ đại nhất trên thế giới xa lúc này biến thành nhà khoa học là thành sai đó các bạn nhé, nhớ biến thành tourists. ES S số nhiều. Các bạn hình dung được chưa? Nhà khoa học này, đó, scientists nhiều nhà khoa học là số ít, cho chuyển thành số nhiều. Đó các bạn nhớ nha Đây là nhà khoa học này. Đó in the world. Ada là một trong số những nhà khoa học vĩ đại nhất trên thế giới, được chưa các bạn? Rồi, đó scientists đó. Rồi, ok. Rồi bây giờ câu cuối cùng này các bạn tôi đang tìm kiếm một vài môn thể thao một vài cái quần áo thể thao cho những cô gái cho những cô gái à tôi đang tìm kiếm một vài bộ quần áo thể thao thì một vài bộ quần áo thể thao thì vẫn giữ nguyên sports đưa vào lần giữ thêm s sports đó quần áo thể thao nhớ các bạn nhá clothes này được chưa for girls đó cho những cô gái cho nhiều cô gái đó như vậy là chúng ta cũng đã giải quyết xong rất nhiều câu của bài tập số 6 và bài tập số 7. Rồi, hi vọng các bạn thích các video này và các bạn nhấn đăng ký kênh chia sẻ kênh để chúng ta cập nhật thêm nhiều video hay các bạn nhé. Rồi một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và hẹn các bạn ở những video còn lại ở cái phần sau, cái phần là come and play của unit 13 này các bạn nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.